Trước đó một ngày ấy, thì chưa đặt tên, người là sinh sao phải ốm rõ ràng đó. Người thấy thiếu máu đó. Trước hôm qua đặt xong là 11 rưỡi, mà đến hôm nay là người tự nhiên là đầy lại, đầy đặn mà hồng hào người lên. Một thời gian trước đã có cái tiền bệnh tim rồi, lâu thì lâu nhưng mà đến nó phát bình á, phát bình nặng á, thì trước Tết thì cơn đau nó lên thôi, mà đau quá ngủ cũng được luôn. Nó kết hợp với huyết áp, huyết áp có khi lên tới 200 mấy á, cái huyết áp không bao giờ nó nhức đầu chóng mặt cái gì hết á, nó đau theo từng cơn tim. Rồi bắt đầu là mấy năm ở bệnh viện tỉnh dài vậy, cơ may có một bác sĩ giới thiệu vào cái bệnh viện Tâm Anh này, thì cứ nghĩ rằng vào bệnh viện Tâm Anh là khám thôi cho biết bệnh rồi trở lại. Thì ông ngờ rằng khám, khi mà khám thì bệnh nó nặng quá, tại vì kiểu nghẹt 4-5 chỗ nghẹt đó, mà nghẹt nhiều nhất là 90% phần bịt rồi đó, thì mình có thể là đồng một cái gì nó có thể là đi khi nào không biết nữa. Nên tự bệnh viện Tâm Anh đề nghị ở lại đây để bệnh viện Tâm Anh chữa cho. Thì bệnh nhân này thì vào bệnh viện Ninh Thuận thì người ta chụp mạch vành, người phát hiện ra là thông thường bệnh tim thì có 3 nhánh, thì cả 3 nhánh đều hẹp rất nặng, đặc biệt là bệnh nhân hẹp ở cái nhánh gốc, người ta gọi là nhánh thân chung. Thứ hai là hẹp dài trên liên thức trước và nhánh mũ, và tất cả các tổn thương này nó đi qua hai chỗ chia đôi, hai chỗ ngã ba. Thì đó là những cái điều rất khó khăn trong cái quá trình mổ ở những bệnh nhân mà phức tạp thân chung mà nhiều nhánh giống như vậy, thì chúng tôi luôn luôn phải cần cái phương tiện là siêu âm trong lòng mạch để kết hợp với cái phương pháp chụp mạch. Thì lúc đó mình có siêu âm trong lòng mạch đo đạt kích thước và thấy được cái stent nằm trong lòng mạch, những cái hình ảnh đó nó giúp chúng ta đảm bảo ít biến chứng nhất cho kết quả stent nở rộng nhất và an toàn tuyệt đối cho người bệnh. Thì bệnh viện Tâm Anh với một cái trình độ bác sĩ có tay nghề cao, với cái phương tiện gần như là tuyệt đối có đầy đủ chụp mạch, siêu âm trong lòng mạch, và sẵn sàng có những cái phương tiện mài mảng sơ vữa, chúng ta gọi là rotablator, thì cái máy khoan nó đầu cái đầu chùy bằng kim cương. Trong những cái trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi quá, mạch máu mà nó voi co cứng quá, cái bóng nông không ra, stent nở không tròn, thì lúc đó mình mới mài nhẵn cái mảng voi quá đó thì mới đặt cái stent vô được. Tất cả các phương tiện hỗ trợ đều rất đầy đủ tại bệnh viện Tâm Anh. Chính vì lẽ đó chúng tôi thực hiện ca này là một cách thuận lợi, an toàn tuyệt đối cho người bệnh. Cái nên bộ nội soi thôi, thân từ chữ gây tê thôi. Đây là cái địa điểm gây tê, nó không có đau lắm đâu. Người ta chích thuốc tê vào trong cái vùng này thôi, rồi thêm sát trùng tay lại, bắt đầu người ta làm, mình cẩn thận. Ở bệnh nhân nè, tình trạng quá nặng, nếu mà chúng ta sợ không dám nông thì những mạch máu này nó sẽ tắc, và bệnh nhân lúc đó không còn khỏe mạnh đâu. Bệnh nhân sẽ khó thở dần dần. Bệnh nhân gọi là suy tim độ 1, độ 2, độ 3. Đến khi mà chúng ta cần ghép tim thì mới cứu được. Mà ở Việt Nam hiện tại thì không có phương án là mình ghép tim, bởi vì tim cho rất là hiếm. Thì nếu mà điều trị bằng thuốc thì rõ ràng cái tương lai của người bệnh đó, nó cứ càng ngày càng tệ. Do đó chúng tôi mới quyết định là nông. Thì sau khi nông 24 tiếng đến 48 tiếng, bệnh nhân sau khi nông đứng dậy, đi đứng ăn uống bình thường, phục hồi rất nhanh. Rồi đặt xong chiều hôm qua mà sáng nay thôi, chiều tôi đi lên xuống trên lâu lại, đi loại bình thường à, sức khỏe giống bình thường thôi. Đây là cái hình ảnh sau khi mình nông. Đây là hình ảnh là cái động mạch, gọi là động mạch mũ, là mình đặt từ ở dưới đây dài lên tới trên qua đây. Cái này là thân chung, mình thấy hồi nãy nó nhỏ, bây giờ nó rất là lớn, chỗ này hẹp, bây giờ nó rất là lớn. Còn động mạch liên thức trước nó cũng vậy, đã đặt hoàn toàn hết từ phía dưới đây. Và mình bảo vệ thành công cái nhánh nhỏ bên đây, nó không có bị stent lấn ép làm cho nó tắc. Như vậy, đây là một cái kết quả cực kỳ mỹ mãn, là thành công hoàn toàn 100%. Còn về mặt lâu dài sau khi mình đặt stent, thì rõ ràng kích thước stent càng lớn, càng áp chặt, càng to, thì tái hẹp nó càng thấp. Thì những trung tâm như Tâm Anh với những cái điều kiện phương tiện tối tân nhất, vừa chụp mạch, vừa IVUS, vừa siêu âm trong lòng mạch, vừa dùng cái bóng cứng lớn hơn để nông lại sau khi đặt stent, thì cái lợi ích cũng đem lại là tốt nhất cho người bệnh, từ cái nguy cơ tử vong, nguy cơ tắc trong stent và nguy cơ tái hẹp đều ở mức độ gọi là bằng với cái mức độ thấp nhất của thế giới. Ở phòng bệnh này, phòng bệnh có cái chuông, mình chỉ cần nhận thấy là điều dưỡng chạy tới liền, cần khi nào có cái đó. Thì thành thật gia đình cảm ơn đoàn bác sĩ cũng như là điều dưỡng trong khu điều dưỡng, cảm ơn bệnh viện Tâm Anh chữa cho sức khỏe bình thường, có thể về làm việc được. Tôi cũng gia đình
xin cảm ơn tất cả.